Dạ vâng, cửa hàng xe đạp thể thao cao cấp hàng Nhật bãi Nguyễn Long. Xin kính chào toàn thể quý vị và mọi người ạ. Và xin kính chào quý vị lại quay trở lại với Nguyễn Long. Cửa hàng của Nguyễn Long thì có địa chỉ ở Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Linh. Số điện thoại là 0973126389 ạ. Vâng, và cửa hàng của Nguyễn Long thì chuyên bán những chiếc xe đạp thể thao cao cấp hàng Nhật bãi, được chính tay Nguyễn Long đấu giá trực tiếp ở bên Nhật Bản rồi gửi về Việt Nam theo đường hàng không. Hôm nay Nguyễn Long xin tiếp tục giới thiệu đến tất cả quý vị và mọi người yêu thích xe đạp thể thao trên toàn quốc một chiếc xe đạp Roth Carbon mang một cái thương hiệu rất nổi tiếng của nước Bỉ, vâng, đó là chiếc Ridley quý vị nha. Chiếc Ridley này sở hữu cấu hình là khung sườn carbon cùng với lại thông số đo thì là sóng ngang 50, dòng đứng là 42, vâng, tương đương là size XS, khá là phù hợp với quý vị có chiều cao tầm từ 1m51-52 trở lên, cho đến 1m60-364-65 trở về là chạy sẽ khá là phù hợp quý vị nhé. Vâng, và sau đây Nguyễn Long sẽ tiến lại gần cái chiếc Ridley carbon này để quay chi tiết hơn cho quý vị cùng theo dõi. Coi như thường lệ Nguyễn Long cũng sẽ cầm lại cái thước dây để đo chi tiết lại cái thông số dòng ngang và muốn quý vị xem có phù hợp với bản thân mình hay không. Đây quý vị có thấy ạ, dòng ngang là 50, dòng đứng là 42, bằng tất cả để nó đo tâm quý vị nhé. Sẽ khá là phù hợp với quý vị có chiều cao tầm từ 1m50 trở lên cho đến 1m63-64 trở về chạy sẽ khá là phù hợp ạ. Vâng, Ridley một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng của Bỉ quý vị nhá. Đây quý vị có thể thấy. Đây, một thương hiệu đạt rất nhiều các cái giải thưởng danh giá ở trong các cái cuộc đua xe đạp trên toàn thế giới. Model của chiếc Ridley này quý vị thấy Orion. Sở hữu một cái màu sắc truyền thống và đặc trưng của hãng Ridley, đó là đen đỏ trắng. Đó. Đánh giá độ mới chiếc Ridley này cũng còn nó cũng còn khá đẹp quý vị nhá. Vâng, cũng có khung sườn cũng có rất ít các vết xước đáng chú ý ạ. Đó, và sở hữu một cái nước sơn cũng là nước sơn bóng, cho nên là cũng chúng ta rất chi là dễ vệ sinh và lau chùi chiếc xe. Phần càng trước. Đây có một vết xước đây thôi quý vị nhá, trong quá trình dựng xe. Một vết xước bình thường thôi, nhỏ bằng hạt đỗ thôi quý vị nhá. Hạt đỗ xanh. Logo con sư tử. Phần thân chính. Màu sắc khá là tươi quý vị nhá. Phần đuôi càng sau. Quý vị thấy tổng thể còn khá là đẹp đấy ạ. Thì bên là phần vé bên trái chiếc xe. Phần trên, mặt trên của chiếc khung. Quý vị thấy đó, có rất ít các vết xước đúng không ạ? Phần càng trước. Phần thân chính. Phần kế là phần gầm của chiếc xe. Anh quý vị thấy ạ, mã số khung của nhà sản xuất. Vâng, tem made in Taiwan. Đấy, mã số khung này ạ. Đó. Vâng, rất đầy đủ các loại tem quý vị nhá. Và quý vị thấy phần gầm của chiếc xe. Đó. Cùng với lại phần giò dĩa dưới gầm xung quanh BB. Rất chi là đẹp đúng không ạ? Vâng, không có vết xước nào đáng chú ý cả đúng không ạ? Vâng, tem made in Taiwan. Mã số khung, mã vạch chính hãng sản xuất. Đó. Rồi đây ạ, các cái thông số của nhà sản xuất. Đây, quý vị hoàn toàn yên tâm về nguồn gốc xuất xứ cũng như chất lượng của chiếc xe quý vị nhá. Và Nguyễn Long xin cam kết đó là chiếc xe hàng chính hãng rồi. Quý vị hoàn toàn yên tâm về không có lo gì về hàng fake, hàng copy, hàng nhái đâu ạ. Vâng, kế tiếp đến là cái bộ phận là dàn đầu ghi đông cọc yên, bông tăng. Thì chiếc xe sở hữu một bộ dàn đầu ghi đông là nhôm siêu nhẹ quý vị nhá. Vâng, ghi đông bông tăng nhôm siêu nhẹ. Mang cái thương hiệu đồng bộ với nhau đều là Forza. Đây quý vị thấy cùng đây quý vị thấy Forza đấy ạ. Đây đồng bộ đấy, quý vị thấy đồng bộ trên phần xe đã ghi, nhà sản xuất cũng có ghi rõ đấy, từ khóa cốt yên quý vị nhá, cọc yên cũng đều là Forza quý vị thấy đồng bộ hết quý vị nhá.
khá đẹp đúng không ạ? Chén cổ FSA thương hiệu của Mỹ. Quý vị hoàn toàn yên tâm ạ. Còn rất là đẹp quý vị nhé. Một chiếc yên Physics Avantest sản xuất tại Ý quý vị nhé. Bằng made in Italy, được dập vào dưới phần gầm chiếc yên. Ở dưới gầm đây ạ. Là quý vị sẽ thấy made in Italy quý vị nhé. Yên rất là đắt tiền. Và chiếc yên này thì cũng bị sòn rách hai bên hông một chút quý vị nhé. Đấy, như thế. Có sòn rách hai bên hông một chút. Đấy. Đấy, nhưng mà còn rất là đẹp và chắc chắn. Chúng ta vẫn còn sử dụng rất là ok quý vị nhé. Cái yên độ bền rất là cao. Đây là do quá trình dựng xe thôi. Người chủ có dựa ngã nhưng mà không cẩn thận cho nên là tạo ra cái vết sòn rách ở da này. Đấy, như thế. Còn tổng thể thì quý vị vẫn hoàn toàn sử dụng rất là ok quý vị nhé. Một chiếc yên rất là giá trị. Bằng Physics made in Italia. Và khung sườn carbon, dàn đầu ghi đông bông tăng cùng với cọc yên đều là nhôm siêu nhẹ. Đó. Vâng, và kế tiếp bên là cái bộ phận là chuyển động đang trang bị trên chiếc Ridley carbon này. Thì chiếc xe sở hữu bộ chuyển động là Shimano 105/5007 quý vị nhá. Bằng 2.10 lít cho giá 20 tốc độ. Và sau đây là chi tiết từng bộ phận của bộ chuyển động. Đây là phần tay nắp phía bên phải quý vị thấy ạ. Còn rất là đẹp đúng không ạ? Không có vết chảy xước nào đáng chú ý cả quý vị nhá. Đó, quý vị thấy rất mới đúng không ạ? Tay nắp phía bên trái. Quý vị thấy cũng rất là đẹp. Không có vết chảy xước nào đáng chú ý cả. Đó. Còn rất đẹp quý vị nhá. Và ngắm phanh trước, đây cũng đồng bộ với lại bô tăng đúng không ạ? Phần cọc ghi đông. Đây quý thấy phò da. Quý vị nhá. Nguyên zin theo cấu hình của nhà sản xuất quý vị nhá. Phò da. Đó. Đồng bộ theo xe đấy ạ. Đấy quý vị thấy, ngắm phanh trước, ngắm phanh sau. Cái tiếp bên là cùi níp 105. Đây quý thấy. Có xước nhẹ một chút quý vị nhá, xước nhẹ chút xíu thôi. Đó. Một chữ phần chữ số là còn nguyên. Đó. Cũng không ảnh hưởng gì nhiều về mặt hình thức cả. Một chiếc níp 5007 sở hữu thông số là 11 28 quý vị nhá. Vâng, và quý vị thấy phần sên níp nó rất là đẹp đúng không ạ? Rất là vuông vắn anh quý vị thấy. Rất là sắc nét quý vị nhá. Nên là quý vị hoàn toàn yên tâm về tuổi thọ sử dụng của chúng, vẫn còn rất là lâu dài. Một chiếc sên kép Shimano made in Japan theo bộ group. Vâng, chiếc sên rất là giá trị theo bộ group ở cái thời kỳ ngày ấy quý vị nhá, thời kỳ đó. Giò ria FSA. Vâng, cái này là nguyên zin đồng bộ theo cấu hình theo xe ban đầu khi xuất xưởng quý vị nhá. Cùi đĩa Shimano 105. Đó. Giò ria để sở hữu thông số là 50/34. Và đây là độ co giãn của chiếc sên. Anh vị thấy cũng còn rất là ôm và khít đúng không ạ? Nên là quý vị hoàn toàn yên tâm về tuổi thọ sử dụng của chúng quý vị nhá. Còn rất là lâu dài. Và quý vị thấy ạ, phần giò ria cùng phần cùi níp còn rất là đẹp đúng không ạ? Cũng không có vết chảy xước nào đáng chú ý cả quý vị nhá. Đó. Còn không phía sau của giò ria. Đó, quý vị thấy rất là mới đúng không ạ? Không có vết chảy xước nào đáng chú ý cả đâu ạ. Đó. Chiếc xe đang sở hữu một cặp Bedana phẳng hai mặt Wengo quý vị nhá. Đó, cũng tông màu đỏ trắng giống với tông màu của xe. Giò ria bên trái FSA. Đấy, quý vị thấy. Khá đẹp đúng không ạ? Bê đan phẳng hai mặt. Rất thích hợp cho các quý vị có sở thích chạy giày thể thao. Vâng, kế tiếp bên là cặp bánh đang trang bị trên chiếc Ridley carbon này. Thì chiếc xe đang sở hữu một cặp bánh mang cái thương hiệu Acid của Mỹ quý vị nhá. Vâng, nó là Acid 2.0. Vâng, cặp bánh này là giống với cái cặp bánh mà đã hay trang bị trên được xuất xưởng theo những chiếc xe Benz Line quý vị nhá. Đủ bánh trước Acid ạ. Vâng, 2.0, mô đen 2.0. Một cặp bánh rất là lôi đồng cuối đá, độ bền rất là cao. Đây quý vị thấy. Acid 2.0 quý vị nhá. Và cặp lốp cũng đồng bộ trước sau đều là của Victoria Zafiro Pro. Đây quý vị ạ. Victoria Zafiro Pro quý vị nhá. Đó. Và cặp lốp vẫn còn rất đẹp. Quý vị thấy phần tan lông đấy ạ. Vẫn có sử dụng rất là tốt quý vị nhá. Cặp lốp made in Thái Lan. Victoria là một thương hiệu rất nổi tiếng của Thái Lan quý vị nhá. Đó, quý vị thấy. Và cũng không có vết dạn chân chim đâu ạ. Đó, quý vị thấy vẫn còn sử dụng rất là tốt. Phần tan lông vẫn còn rất là rõ ràng.
sử dụng rất là ok quý vị nhá. Tí bật bánh sau, tí bật bánh trước đều là Shimano. Vâng, kế tiếp đấy là cái phần phụ kiện của chiếc xe. Thì chiếc clip đây đang người chủ này có để chút lần này một cái phụ kiện, đó là cái cọng bình nước mang cái thương hiệu Tax quý vị nhá, cọng bình nước bằng composite rất là chắc chắn. Và đây là cái túi treo cọc yên phía sau, thì cái này là Nguyễn Long có tặng kèm thêm cho quý vị khi quý vị mua xe rồi, và người để quý vị đựng những cái vật dụng nhỏ nhỏ khi quý vị đạp đi đường xa đường trường càng sẽ khá thiết thực ạ. Vâng, như vậy là vừa rồi thì là Nguyễn Long ra giới thiệu tới toàn thể quý vị và mọi người là rất đầy đủ tổng thể chi tiết về cái chiếc Ridley sở hữu cấu hình là khung sườn carbon cùng với lại bộ chuyển động là Shimano 105 5007 và cặp bánh nhôm Acid 2.0. Và độ mới chiếc xe thì quý vị cũng thấy rồi, nó cũng còn khá đẹp đúng không ạ? Vâng, thì về cái giá thành mà cửa hàng của Nguyễn Long đang chào bán cho chiếc Ridley carbon này là ở cái mức giá là 20.500.000, cửa hàng Nguyễn Long sẽ bao ship trên toàn quốc quý vị nhá. Vâng, Nguyễn Long xin nhắc lại là Nguyễn Long xin bán là 20.500.000, Nguyễn Long sẽ bao ship trên toàn quốc ạ. Vâng, quý vị khách hàng nào có nhu cầu mua xe thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với Nguyễn Long qua số điện thoại là 0973 126 389 ạ. Vâng, và số điện thoại của Nguyễn Long có kết nối cả với Zalo. Và Nguyễn Long có để số điện thoại ở tiêu đề phía bên dưới video. Địa chỉ cửa hàng của Nguyễn Long là ở Phú Dư, Quỳnh Phú, Gia Bình, Bắc Linh. Quý vị khách hàng nào ở gần thì cứ đến xem xe trực tiếp và trải nghiệm thực tế tại cửa hàng. Còn đối với những quý khách hàng ở xa thì là Nguyễn Long có hỗ trợ ship code trên toàn quốc. Quý khách hàng cọc một số tiền tương ứng, sau đó Nguyễn Long sẽ đóng gói và gửi xe. Khi nhân viên bên bưu điện tới giao hàng thì là quý khách hàng được đồng kiểm cùng nhân viên giao hàng bên bưu điện. Và nếu như không có vấn đề sự cố nào xảy ra trong quá trình vận chuyển từ nhà của Nguyễn Long qua nhà của quý vị thì là quý vị sẽ thanh toán lốt cái phần tiền còn lại cho nhân viên giao hàng bên bưu điện. Và Nguyễn Long xin cam kết trên toàn thể quý khách hàng trên toàn quốc, đó là cái chiếc Ridley carbon này là một chiếc xe hoàn toàn chính hãng ạ. Vâng, xin cam kết nếu như quý vị phát hiện ra đó chiếc xe hàng nhái, hàng fake, hàng copy thì là quý vị cứ liên lạc lại với Nguyễn Long, đóng gói gửi trả về cho Nguyễn Long. Nguyễn Long xin cam kết sẽ hoàn trả lại cho quý vị 100% số tiền quý vị đã mua chiếc xe đạp này. Vâng, đó là lời cam kết của chính Nguyễn Long, của chính chủ cửa hàng ạ. Cho nên là quý vị khách hàng ở xa khi mua xe đạp online bên cửa hàng của Nguyễn Long hoàn toàn yên tâm và tin tưởng ạ. Vâng, và kia là cái phần giấy tờ đấu giá của chiếc xe thì Nguyễn Long cũng sẽ gửi kèm cho quý vị khi quý vị mua chiếc xe đạp này. Vâng, mọi xe đạp đấu giá từ Nhật Bản về thì đều kèm theo giấy tờ đấu giá đầy đủ quý vị nha. Và đến đây thì Nguyễn Long xin kết thúc cái video giới thiệu về chiếc Ridley carbon này. Vâng, xin chào tạm biệt toàn thể quý vị và mọi người ạ. Và hẹn gặp lại quý vị ở những cái chiếc xe đạp tiếp theo.